rồi nhá, đi rồi. Một đứa ngay chỗ căn nhà trước mặt. Ui, áo trắng có làm anh em lo lắng. Ui, bắn nhẹ cái vỡ mẹ đầu như ba đứa. Ui, quả căn nhà này ba đứa luôn. Ghê à nha. Thanh niên đã nằm xuống ấy. Úi dồi ôi, vỡ mẹ đầu. Anh em có muốn tôi chỉ cho độ nhạy không nhở? Hiện tại thì đổi qua con iPhone mới chơi đã vãi, iPhone XR mọi người nhá. Bắn cực kỳ sướng luôn. Tất nhiên là mình có tinh chỉnh sao cho cái độ nhạy phù hợp đó. Quan trọng nhất vẫn là máy anh em mượt. Rồi nhá, máy mượt vuốt tôm rất đã, rất sướng. Ui, con mẹ em nó này. Bắn ấy cứ phải kiểu tỷ lệ bắn vào đầu hơi bị cao luôn. Đấy, tôi còn chấp trước nó bắn cơ mà. Không ngại gì đâu. 49 máu vẫn khỏe thoải mái luôn. Dân chơi thì không sợ mưa rơi, mà nếu như mà mưa rơi ướt áo thì dân chơi lại đi về đấy, cực kỳ đơn giản nhá. Yes. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo. Shop sikeo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, năm chào anh em. Rất vui khi được gặp lại anh em trên kênh Sĩ Kẹo nha. Yo, thì đến với một trận đấu trên đảo Thiên Đường. Vâng, với một cái bộ trang phục không thể kiểu bốc lửa hơn nhá. Vãi cả trường. Từ. Vô trong cái thanh niên kia. Hơi bị nguy hiểm anh em nhá. Thì hôm nay là mình mặc cái bộ trang phục này cho nó đồng phục với lại con đại bàng mà mình đã có được cái skin hỏa vương hay quần què gì đó, phụng hoàng gì đó. Đi bác ạ. Vãi cả trường. Đấy, anh em biết tính tôi rồi, có bao giờ team up đâu. Mà thanh niên này kiểu không phải mình sợ nó đâu anh em ơi, không sợ. Nhưng mà đấy, chừa nhá, lần sau là từ bỏ ý định team up nhá. Rồi, từ anh em. Tôi vào trong này cái. Yes, được, thật sự ngon, con mẹ nó lành luôn. Quá ổn, không nào. Vứt mấy cái trang bị thừa ra. Ok. Hiện tại thì với cái combo súng là UMP với lại K98. K98 mình bắn tương đối kém nên mình sẽ đổi qua M4A1 đi. Ui, có cả MP40 đấy. Được, thật sự nhở. Trời ạ, MP40 bích vàng là anh em biết được cái tầm bá đạo của nó như thế nào đúng không này. Ok, làm quả M4A1 rừng xanh này, MP40 bích vàng này, quả hai cây súng gô luôn. Dành cho những anh em kiểu thích sự mau mè đúng không nào. Đấy, quả xài skin này anh em thấy sang chảnh không? Quá là sang chảnh luôn chứ. Rồi, bên trên này chả thấy ai cả nhỉ? Mà để mình coi nào. Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa? Thế là có quả chảo che mông này không đòi nhá. Anh em bảo ui, Sĩ Kẹo anh thích quả màu đỏ rực lửa này à? Màu đỏ anh trông hơi chói nhưng mà thế này nó mới nổi bật, thế này nó mới ngầu đúng không? Các bạn công nhận không? Địch nhìn phát ra luôn anh em, cũng như là gia tăng độ khó cho game đúng không? Thường là các bạn mặc mấy bộ trang phục kiểu ngụy trang, còn tôi thì mặc bộ trang phục sặc sỡ thế này địch nó mới sợ chứ. Ui dồi ôi. Mình nhớ không nhầm ở đây tên của nó là bộ trang phục Phụng Hoàng Lửa thì phải. Khá là kiểu phù hợp với cái skin của con đại bàng ấy. Anh em công nhận thế không? Đấy. Rồi nha, trên cái bộ sửa chữa giáp này. Ui, ngon thôi rồi, đừng đùa. Yes. Ok. Ui, ngáo vãi. Đấy. Kiểu nhiều khi mãi chẳng gió anh em, chạy nào ngáo đâm mẽo vào tường nhỉ. Ở trên có người. Rồi nha mọi người, hôm nay quên ấy, chưa chúc anh em chưa vui vẻ nhá. Mọi người xem video thì các bạn nhấn nút like ủng hộ cho mình nhá. Cũng như là nếu như các bạn yêu thích cái nội dung này thì đừng quên là đăng ký kênh nhá. Đó, mình sẽ lên video clip hàng ngày về game Free Fire, mọi người xem ủng hộ cho mình với. Sao ở trên đây? Hay lắm. Tôi chưa nhìn ra nó đâu cả mà. Từ liệu choáng này. Thế bây giờ làm sao? Khả năng nó trên tầng. Ui, theo thằng nào kiểu ném liệu choáng ngu như tôi không? Vãi cả nổi. Trông chán đời hẳn luôn. Rồi nhá, đi rồi. Một đứa ngay chỗ căn nhà trước mặt. Ui, áo trắng có làm anh em lo lắng. Ui, bắn nhẹ cái vỡ mẹ đầu như ba đứa. Ui, quả căn nhà này ba đứa luôn. Ghê à nha. Thanh niên đã nằm xuống ấy. Úi dồi ôi, vỡ mẹ đầu. Anh em có muốn tôi chỉ cho độ nhạy không nhở? Hiện tại thì đổi qua con iPhone mới chơi đã vãi, iPhone XR mọi người nhá. Bắn cực kỳ sướng luôn. Tất nhiên là mình có tinh chỉnh sao cho cái độ nhạy phù hợp đó. Quan trọng nhất vẫn là máy anh em mượt. Rồi nhá, máy mượt vuốt tôm rất đã, rất sướng. Ui, con
con mẹ nó này, bắn ấy cứ phải kiểu tỷ lệ bắn vào đầu hơi bị cao luôn đấy. Tôi còn chấp trước nó bắn cơ mà, không ngại gì đâu, 49 máu vẫn khỏe thoải mái luôn. Dân chơi thì không sợ mưa rơi, mà nếu như mà mưa rơi ướt áo thì dân chơi lặn đi về đấy, cực kỳ đơn giản nhá. Yeah. Yes, thì đây được rồi, không để cho anh em phải chờ đợi lâu ấy thì rồi nhá, độ nhạy của iPhone XR. Ok, thì với cái tỷ lệ này mình bắn headshot cảm giác nó rất là dễ luôn. Cái tỷ lệ headshot nó phải lên đến 99%. Có thể ở đây là một cái độ nhạy mà gây ra, nó sẽ gây ra lỗi cái tâm súng, anh em bắn có thể headshot dễ hơn. Được chưa ạ? Thì mình cũng có thử với những cái máy như kiểu Xiaomi, Oppo, Samsung hay là Sony, HTC, Xiaomi thì bắn vẫn rất là tốt luôn ạ. Đấy, với cái độ nhạy này nhá, mọi người lưu ý là mọi người lưu lại cái độ nhạy và anh em chỉnh sửa trong game nhá. Đúng như thế này thì đảm bảo với anh em luôn, cái tỷ lệ headshot của anh em sẽ khá là cao ấy. Nhưng mình bắn đây mọi người thấy không ạ? Bắn kiểu như là vào đầu đến 99% cơ mà, cực kỳ là hay đúng không nào? Và nếu như video anh em thấy hay, đừng quên like video đi, thì Kẹo sẽ liên tục cập nhật những cái độ nhạy mới nhất đó để cho anh em tham khảo xem là độ nhạy như nào hợp lý để anh em vuốt tâm. Bởi vì là cái vấn đề vuốt tâm ấy nó khá quan trọng mà, nó có thể kiểu giúp anh em sống dai hơn. Hoặc nếu anh em vuốt tâm kém thì khả năng thì anh em sẽ đai sớm. Bên này có người này, quần què chạy đâu đấy hả? Từ từ anh em ơi, mày tính chạy với anh đúng không? Rồi nhá, mày này, câu quả liệu xem là nó chạy đi đâu. Úi rồi, cái gì đấy hả? Sợ quá. Này, giây hộ cái. Cái này bắn hơi lỗi thì anh em cứ bảo là mấy thiên nhiên thì nó mà chạy kiểu theo đường zig zag các thứ, mọi người vút tâm hơi khó thôi. Còn lại bình thường thì với cái thông số độ nhạy như trên mình đã nêu với anh em thì tất cả các dòng máy vút tâm đều rất là ngon luôn. Đó. Rồi ok. Mà 20 người chơi nữa cơ. Từ từ nhá, xem như nào lên trên cái. Đây. À đủ. Vừa đuổi theo một thằng nó chạy đây mà nó chạy đâu mất rồi. À đây à. Má mày chết cha mày rồi, chạy em sát được. Úi dồi ôi, cô em váy hồng. Cô em áo hồng. Em đã thấy buồn chưa? Quả tông nó phát luôn, đai luôn thanh niên này. Ơ đua xe à? Tôi bảo đây có phải game đua xe không? Thằng kia thằng kia đứng lại nhanh, đứng lại nhanh. Má nó cứ làm như kiểu game đua xe ấy. Ơ đứng. Thanh niên nhây vãi trưởng ạ. Tuy nhiên gặp thanh niên nhây vãi. Đừng, bạn ơi đừng nhây thế. Phải. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi bắt ngang con đường. Xuống nhanh, xuống con mẹ xe đi. Ui dồi không xuống, vỡ me đầu. Nói với anh em rồi mà, cái độ nhạy này nhá, bắn headshot rất tốt luôn. Thì thật ra một số game thủ đã cũng giấu cái độ nhạy ấy, người ta không có show cho anh em. Bởi vì là thường ấy, nhiều người biết thì anh em ai cũng headshot thì ai chơi với ai. Đấy, còn Kẹo thì Kẹo show thẳng độ nhạy luôn anh em ạ. Đấy là độ nhạy của sĩ Kẹo nhá. Anh em tin tưởng thì anh em có thể kiểu sửa cái trong game xong anh em dùng thôi. Đấy thì nó không liên quan gì đến hack hay là vấn đề gì cả, mọi người yên tâm. Sẽ không bị khóa ác vì tỷ lệ headshot quá cao đâu. Chưa gì đã có 6 mạng rồi này. Rồi nhá, xem nào. Lên trên đấy đi kiếm người không ngại gì. Úi dồi ôi, đây còn chục đứa nữa cả. Vãi. Đồng thế. Sợ thật, sợ thật đấy. Nhưng mà thôi không vấn đề gì. Bộ trang phục nó rực cháy này, phải bắn rực lửa luôn, địch nó mới sợ đúng không? Các bạn nhận thế không? Rồi rồi, ok ok. Ai? Má kiếm người đâu, lâu vãi nhở. À đây rồi. Úi dồi ôi, bình tĩnh nào bạn ơi. Ơ, má máy lỗi tí anh em ạ. Máy mình cái cáp nó bị lỏng, đâm ra tự nhiên là một quả giật màn hình. Tí nữa tối qua anh em, mày hên vẫn xấu này à. Khoa nãy vút tâm không chuẩn lắm. Chứ còn thằng này thì, đấy. Thằng này tôi bắn kiểu phát một anh em, ngại gì đâu. Mày tưởng mày trốn xong con keo mày ngon à? Rồi nhá, ui, vãi thiên nhiên. Mong lâu ngày về sau, tuổi gì sơi anh. Anh là huyền thoại, anh bất con mẹ nó tử nhá. Ơ, thằng nào phía sau bắn đấy nhở. Lên xe nhanh. Vãi cả, mấy ông này chơi nhau ghê vậy. Ôi mấy ông kiểu bây giờ mấy ông tập kích công chơi tôi đấy ạ. Sợ vãi trở trưởng ra chứ. Nào đâu. À, do mình quấn máu phun cây cũng như kiểu giáp mũ xịn xóa hơn rồi. Sợ vãi cả trưởng ra chứ, thanh niên nào đây. À, nó vừa hạ cục thằng kia xong. Úi dồi ôi, tiễn đưa em về nơi rất xa. Rất xa. Được thật sự nhỉ.
xem nào. Còn có 6 đứa đấy ạ. Rồi, bình tĩnh nào. Ê, nói về cái độ nhạy thì đơn giản thôi, mình có thử trên cả máy Xiaomi cũng như là có mượn máy của thằng bạn là máy Samsung ấy. Cái định mệnh nào. Bắn vẫn vỡ đầu anh em, nhưng mà kiểu hôm nay là cái cáp truyền hình ảnh của tôi nó hơi bị lỗi tí. Anh em xem hình ảnh nó kiểu thi thoảng nó nhiễu cái, anh em thông cảm nhá. Không phải tôi bật hack đâu, đậu xanh. Hack thì cái ác của tôi xị kẹo quá lâu rồi. Mọi người phải hiểu đơn giản thế được chưa? Ok, với cái độ nhạy thì bắn phải gọi là như hack. Nhưng mà yên tâm, 100% không bị khóa ác đâu nhá. Được chưa? Rồi, 6 thằng nữa. Để xem cho nó trốn đâu nhỉ. Tìm kiếm cho nó thôi. Ui. Anh không ngừng tìm kiếm thì những yêu thương đến từ trong giấc mơ. Ôi ôi, bây giờ đào đâu ra người. 5 thằng nữa, từ từ, chắc khả năng mình ở trên cái nhá. Mà chúng nó kiểu là mình sợ vãi ra nhở. Ai, ok ok. Ở đâu rồi? Thế bây giờ anh em, các bạn chỗ đâu cả rồi? Mà không thấy luôn ạ. Rồi, hay lắm. Thôi không sao, từ từ khoai sẽ nhừ mà từ từ gạo sẽ nấu chín thành cơm đúng không? Đấy, anh em không việc gì phải vội vàng mà hấp tấp mà vấp phải đá mà quăng phải dây cả đúng không? Cái đậu xanh điên bực vãi trưởng ra. Tôi bảo rồi nhá, công chơi rank này công núp ít thôi. Đậu xanh. Chúng nó trốn như chưa bao giờ được trốn vậy. Tôi tưởng tượng game Free Fire nhiều khi bảo nghĩ ơ, đây là game chúng tìm cơ á. Vãi cả game. Game sinh tồn mà anh em. Hay là đây là game thủ nhà cơ á. No. À đây rồi. Ui, vòng lại. Anh em ơi, đây rồi. Có hai đứa nó bắn nhau. Tôi sẽ kiểu vòng qua đây cái. Mày này. Ui, vãi cả zip bo. Đấy anh em thấy không? Độ nhạy này bắn nhá. Trời ơi, tỷ lệ vỡ đầu rất cao anh em ạ. Bắn kéo nhẹ cái lên là địch nó đã kiểu là đã kiểu là đam đỏ rồi đúng không? Ui trời ơi, lại một bạn bị ăn tông này. Hôm nay mình quả làm lái xe dây sinh bòi gắt vãi. Sau vụ này mấy địch chăng sợ mình mất 11 kill rồi. Được nhở, ngon nhở. Khả năng ở dưới cũng người, mình nghe tiếng chân đâu đấy. Nạp đạn, nạp súng thì phải không nhở? Thì ra mình chọn cái chết à? Phải không? Không phải. Thế thì mình lại lên trên thôi. À đây rồi, mày này. Ôi pha này kiểu bất ngờ quá. Không quyết tâm được, sorry mọi người. Pha này hơi bất ngờ cái. Thì cũng nói với anh em rồi mà. Cái độ nhạy này thì tỷ lệ headshot nó lên đến 99% cơ. Còn 1% là do kiểu anh em ấy chơi nó có được hay không ấy chứ. Máy nó có mượt hay không ấy chứ. Cũng như là một số tình huống bất ngờ như thế thì không biết làm sao rồi anh em đấy. Lo hạ nó sống sót đã là may lắm rồi. Úi dồi này, làm sao đấy hả? Cái đậu xanh này thì đối với những cái trường hợp mà mấy cái thằng nó nhảy như siêu nhân thế này thì có mà thánh có mà vứt tâm được ấy anh em. Rồi nhá, còn lại thì với những trường hợp bình thường thì độ nhạy này vứt tâm thoải mái từ các máy Samsung, Xiaomi, Oppo rồi là Sony, HTC các kiểu nhá. Thoải con gà mái luôn. Vứt tâm cực ngon với độ nhạy thì mình cũng đã chia sẻ với anh em rồi. Được rồi, đây, biết là nhiều anh em còn chưa nhìn rõ cái độ nhạy thì đây, mình show lại cho anh em xem nhá. Đó, những cái tỷ lệ như nhìn xung quanh này, Red Dot này, ống ngắm 2X, 4X cũng như là ống ngắm AWM hay gọi ống ngắm 8X nhá. Đó, mọi người chỉnh cái thông số như thế này cho mình nhá. Vứt tâm cực dễ luôn. Anh em yên có mẹ ống tâm như này này. Trận này mình 13 kill nhá. Thêm thằng cuối này 14 kill này, chuẩn bị win này. Đấy, quả độ nhạy vứt tâm thế này thì địch nó chỉ có nước lên bản điểm số ấy. Tỷ lệ headshot lên đến 99% cơ mà. À đi rồi. Úi rồi, thanh niên cuối cùng này. Thằng này dụng ông keo hơi khoai. Hay lắm nè, ăn con mẹ trái lựu đi, anh phải sợ chú cơ. Ui, má mình ném lựu, náo vai nó bị nảy lại anh em ạ. Thằng kia, tránh xa, ra khỏi bóng keo, độc xanh. Cái hu gục ở đây còn bị lỗi, trông chán đời ghê nhá. Cơ bản là máy mình nó là máy nội địa bản Trung Quốc. Đâm ra là nhiều khi nó hơi bị mấy cái thông báo vớ va vẩn lỗi nhẹ cái anh em thông cảm nhá. Rồi, con mẹ mà trốn kỹ thế thằng này. Chơi với thằng này kiểu hơi nguy hiểm á. Rồi làm sao? Úi dồi. Cái gì đấy? Sợ chưa? Mình còn chưa nhìn thấy nó đâu. Infa này kiểu chưa vứt tâm được anh em. Phải nhìn thấy nó chứ. Cái đậu xanh thằng này lẩn kinh vãi ra. Trung cuối mà. Trung cuối đó nó không đơn giản như anh em nghĩ đâu. Cái đậu xanh tranh giành nhau top 1 cơ mà. Úi dồi ôi. Xong lên bà. Buya. Quẩy thôi. Tuyệt vời. Mọi người ơi, mọi người đừng quên là nhấn nút like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em trong những video sâu độ nhạy tiếp theo nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.